Bên trái các bạn là đội xóm Đình Hạ. Như vậy ngó quán cả. Chúng tôi thấy là ngó quán cả rất là đơn giản, chẳng quần áo gì. Mặc quần áo thì các bạn là đội ngó cả. Tám màu. Và bên trái áo đỏ là đội Đình Hạ. Các bạn đang theo dõi giải kéo co thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Lộn năm 2023. Quân Quý Mão. Còn đội tuyển ngó Đình Trung. Đình Trung Bộ đội từ một tòa bang trang phục quần áo màu đỏ đai màu xanh xanh dương hai đội quán cả với Đình Trung một hai đội là Lâm Tây và Đình Trung một hai đội chú ý Lâm Tây, tôi nhắc là chỉ Lâm Tây chứ không kéo mọi nhá, hai đội chuẩn bị. Đứng hết các bạn đi, một người ở trong tôi chỉ đạo thôi. Hai đội chuẩn bị. Chuẩn bị không? Một, hai, ba. Cố lên, à, cố lên nào, cả hai đội đều cố lên nào. Hai đội nào sẽ thắng nào? Rất là quyết liệt, rất là cố gắng. Như thế nào đội nào? Chỉ hai đội quán tả. À, đội quán cả chúng tôi thấy là đội cầu kỳ không lè lè nhưng mà lại rất có hiệu quả. Trong thể thao là phần là cái duy nhất là cái duy nhất này là chiến thắng bằng ngoài phương pháp nào, bất cứ mọi giá nào là phải chiến thắng. Chiến thắng là cái đẹp nhất trong thể thao, mặc dù trang phục thì rất là xấu nhất ở cơ hội thi này, nhưng mà cho đến giờ phút này về thành tích là tương đối là đẹp. Cả đánh quá hay. Như vậy là ở hiệp một thì đã thắng đội Đình Trung một. Và hiện nay đang dẫn tỷ số là 1-0. Và bây giờ bước sang hiệp thứ hai, chuẩn bị hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ thả lỏng đôi chút để cho các cầu vận động viên chúng ta thả lỏng, thở hít thật sâu trong 2 phút để chúng ta ổn định lại về thể lực. Chúng tôi nhận rồi, lễ tăng 3 hiệp thi đấu mà đội nào thay người chúng tôi sẽ giai đoạn của chúng tôi không tính đây là về những công ty trong ba tuần trong cái đàn hàng hải giám chính còn tôi kết thúc một trận đấu thì có thể tốc độ có thể là tay rồi, nhưng mà sau ít nhất là một đấu rất là ít nhất là 3 hiệp, nếu như phải thi đấu 3 hiệp thì mới được thay người. Hai người hai đội lên đây lên, hai đội à, hai đội à, một, hai, ba, rất là nhanh, rất là nhanh. Bởi vì là sau hai trận đấu đội tuyển đội tuyển quán cả đã rút kinh nghiệm, và đã rút kinh nghiệm tổ chức trận đấu này lên là đội tuyển Đình Trung một không kịp trở tay vào đây phải nhộn cùi thua cuộc và sẽ bị loại khỏi vòng. Như vậy là đội tuyển Đình Trung một đã chắc chắn là nhận được giải thưởng của ban tổ chức rồi, chắc chắn là một đội tuyển nằm trong 13.